Xin chào mọi người ạ, em lên số tiếp theo. Video ở đây là video số 788, lô này em lên lô cần thanh lý nha mọi người. Đây, tất cả đều là cần ISO thì đã hạ cần tay hoàn thiện rồi nhé. Các đầu lóng đều được bo chỉ hoàn thiện rồi nha mọi người. Thì có tất cả là 12 mã thôi. Mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc nhắn qua Zalo giúp em để chốt đơn hàng ha. Đây là video số 788, mọi người nhắn giúp em ký video lấy hàng nha mọi người. Tất cả đều là lô cần carbon hết ạ, và là cần ISO em bên em đã hạ cần tay hoàn thiện nha mọi người, về câu thôi. Rồi, đi vào mã đầu tiên, cây số 1 này. Đây là một cây 4m2. Cần này á, thì đã được làm thêm cái phần chui á mọi người. Tay cầm của nó sẽ là cán mút xốp chui. Thì tất cả mấy cây này á, vặn chui ra được hết mọi người nhé. Cái này thì góc của nó sẽ làm carbon phôi xoắn như thế này. Đây, cái này thì gắt lóng á, thì nó sẽ nằm gọn trong thân, tại vì nó làm thêm cái phần phần góc một khúc như thế này mọi người, nên là gắt lóng nó ở trong như một cây nguyên bản. Và cây này á, thì đây nè, ngọn á, là em chưa gắn dây đầu cần nha. Cái này hàng lúc mà em đóng đi thì em sẽ gắn dây nha. Đường kính ngọn của cần là 1 ly 3. Cây này có chiều dài là 4m2 và độ cứng nó sẽ tầm khoảng 3h rưỡi nha mọi người. Cần ra rất là thẳng, ngọn là 1 ly 3. Đây phần ngọn của cần đây. Thì cái cần này á, nó có sơ xước ở đây nè, nó dạng như tróc cái lớp bóng á, lớp sơn bóng đây mọi người ha. Cái gòn thì phôi nữa, không nứt vỡ gì hết. Cây đây là tháo khoen ra. Cái duy nhất cây này thì sẽ không có bo keo chỉ mọi người. Đó, cái này cũng làm sạch rồi nè, còn dính sơ sơ thôi. Tại vì mọi người biết sao không, cái này á, dầm cái này các lóng nó khít nhau quá mọi người. Thì nếu mà bo keo chỉ thì nó sẽ không có rút về thu hết được, nằm gọn ở trong cần. Nên là riêng cây cần này thì em sẽ không bo chỉ keo nha. Đó, cái này cũng đã vệ sinh làm sạch cái đầu keo rồi. Nếu mà bo thêm chỉ keo thì nó sẽ không có rút lóng thu gọn được á. Đó, tại vì cái tùy cái cần ha. Đó, phôi thì nó cũng có sơn xước nha mọi người. Cái này là mã số 1, dài là 4m2. Đấy, phôi carbon xoắn ha. Các lóng của nó có sơn xước, cái này là giống như là cái lớp sơn nổi hạt nước á. Rồi, độ cứng của cần thì sẽ là 3h rưỡi, dài là 4m20 ạ. Em rút các lóng vào. Đây, cái này sẽ có nút đầu cần đầy đủ nha. Đóng hàng đi em sẽ bỏ đầy đủ nút chụp đầu cần hết. Nhẹ là 192g, thu gọn là 73cm, giá 350.000 ạ, mã số 1. Mã số 1 350.000. Tiếp theo cây cần số 2, là cây số 2 này là 4m3. Đây là một cây nít sinh mọi người. Nít sinh nhưng mà nó về nó bị nứt phần gốc rồi, thì đã bỏ gốc và bên em làm thêm chui cần, làm thêm phần chui cần như thế này. Thì cây cần này cắt lóng nó cũng gọn ở trong thân như thế này, và đầu lóng là bo keo chỉ đầy đủ nha mọi người. Đây là phôi của cây nít sinh, phần gốc đây chui ok, vặn ra được hết này. Cái này nhẹ 92g, độ cứng hầm tầm 2.5h ạ. Gốc của nó sẽ là carbon giả trúc nhé. Đường kính gốc ở đây sẽ là 12,4 ly này. Phôi nó cũng có sơn nha mọi người, có trầy xước. Ngọn em đo được cây này, cái này ngọn của nó sẽ là 1.2 ly, cặp bo xoắn nhé. Đầu lóng thì đem đã bo keo chỉ rồi. Đấy, phôi cây này nói chung còn đẹp nhé, nhẹ, trọng lượng 92g. Cần này thì độ cứng 2h rưỡi ạ. 2h rưỡi thôi, cây này không cứng nha mọi người. Cứng 2h rưỡi, nhẹ 92g, dài là 4m3. Mã cần là mã số 2. Đây, phôi đẹp nha mọi người. Phôi đẹp, cây này thì tình trạng này nó bị dập gốc cần, thì bên em đã lấy các lóng trong và hạ xuống thôi. Nhẹ là 94g, thu gọn là 1m, giá là 400.000, mã số 2 ạ. Mã số 2 giá 400. Tiếp theo mã số 3 này. Số 3 ở đây sẽ có một cây Suzumi. Đây là cũng hạ tay luôn mọi người nha. Cây Suzumi này á, là đây nè, có tên của nó là Suzumi carbon rod ha. Cái này em đo thực chiều dài là 5m3. Ở trên đây nó có ghi chiều dài mà nó hơi mờ mọi người. Đây nè,
Nó ghi là 5m4 nhưng mà em đo thực là 5m3 nha mọi người. Hô cặp bông sắn chui vặn ok. Góc thì có trừng, có trầy xước nhé. 19.6 ly tay cầm của nó đây. Đấy, đầu lóng thì bao keo chỉ rồi. Đường kính gọn em đo là 1 ly 2 ạ. Có lắm bên trong của nó đây mọi người nhé. Lắm thứ hai đây. Cái này các lắm bên trong còn đẹp nha. Dài thực tế nó sẽ là, dài thực tế cây này là 5m3 nhé, 5m3. 5m4 nhưng mà em đo thực 5m3. Lóng này nó có sườn nè mọi người nha. Đấy, có sườn xứ lóng này nha. Lóng sát gốc. Độ cứng cây này nó tầm 3,5 ạ. 3,5, dài 5m3. Mã cần là mã số 3 ạ. Trọng lượng của cần là 190g, thu gọn 102cm, giá của cần là 400.000. Mã cần số 3, giá 400. Tiếp tục mã số 4. Số 4 là một cây này thì nó có trầy này. À, cây này cũng là một cây, ở đây thì thông số nó hơi mờ mọi người. Thông số nó hơi mờ, em đo thực tế nó sẽ là 4m4 tổng thể đây. Góc nó trầy như thế này nè. Chui vặn ok ha. À, cây này thì ra cần rất là thẳng nha, cứng cao. Đó, góc nó có trầy như vậy. Đường kính góc này, đường kính góc là 16.3 ly. Đầu lóng bao chỉ rồi. Phần ngọn đây. Ngọn 1 ly 6 nha. Cứng 4H á mọi người. Đó, cây này 4,5m nhưng mà em đo thực còn 4,4m thôi. Cá lóng cặp bông sắn ha. Nó phôi nó tróc sơn như vậy. Nó chỉ tróc sơn như thế này thôi, chứ còn nó không có bị vào phôi nha. Đấy. Cứng nha mọi người. Cây này khoảng 3,5 4H. 3,5 tới 4H ạ. Dài là 4m4. Nó phôi trầy nhé. Cây này phôi trầy xứ hơi nhiều ha. Giá cây này là 300.000 ạ. Nhẹ là 170g, thu gọn 103cm, giá 300 nha mọi người. Giá là 300k. Đây nó có cái tên của nó, cái dòng này của Hàn Quốc xuất Nhật ISO. Em bán cái dòng này cũng nhiều cây rồi. Mà cây này thì nó bị hơi, cái thông tin nó ghi ở đây nó mờ nè mọi người. Nó trầy ha. À, giá 300, 4m4, 3,5, 4H ha. Gọn 103cm, mã số 4, giá là 300.000. Rồi, tiếp theo mã cần số 5 là một cây của Suzumi. Cây này đọt số 2, dài 5m3. À, em đo thực 5m15 mọi người nhé. Dòng Suzumi Power 4 của Hàn Quốc. Dài thực là 5m15 phần góc đây. Cái này thì ngoại hình còn sáng. Đường kính góc là 21 ly. Suzumi Power 4 ha. Đầu lóng thì bao chỉ hoàn thiện rồi. Ngọn của nó đây. Ngọn của nó thì cái vị trí ngọn nó tróc có sơn xíu này. Đường kính ngọn là 1,6 ly, cây này độ cứng của nó là tầm 3,5. Đây mọi người, cần ISO á, thì nó sẽ hạ cần xuống bằng tay thì phôi nó sẽ cứng hơn so với cây cần tay nguyên bản hàng của Nhật nha mọi người. Cái này thì cắt lóng bên trong nó còn đẹp, chỉ có ngọn thì nó có trầy sơn vài điểm thôi. Đây còn cắt lóng ở trong còn sáng nha. Những dòng này phôi dày lắm mọi người nha. Đấy, đầu lắm hoàn thiện, cái này em sẽ hoàn thiện thêm cái đầu cần lúc em đóng hàng nhé. Dài là 5m15 nè. À, độ cứng số 2 ISO, cái này độ cứng tầm 3,5 của cần tay nha mọi người. Tổng thể như thế này. Trọng lượng của nó sẽ là 224g, thu gọn là 107cm nha. Dài là 5m15, giá là 400.000, mã cần số 5 ạ. Mã số 5, giá là 400.000. Tiếp tục mã số 6, đây số 6 là một cây 4m3, cây này thì em đo là chiều dài đủ nè, 4m3. Độ cứng cây này cũng tầm 3.5 luôn. Hàng Bromarin nhá, màu bạc. À, cây này cái vị trí ở đây, cái tháo bát máy á. Tháo bát máy thì nó có hơi bị chóc sơn đó. Bên em có sơn lại cái vị trí đây nè. Đó, cái vị trí đây là vị trí bát. Phần góc đây.
Góc của nó là 20.8 nha. Cái này thì 4m30, nhẹ 162g. Đầu lóng cũng hoàn thiện keo chỉ rồi nha. Ngọn em đo là 1,6 ly. Đây, cái này thì các lóng bên trong còn đẹp lắm. Vô lóng còn đẹp nha mọi người. Mã này là mã số 6 á. Mã cần số 6, một cây 4m3 nhé. Độ cứng thì tầm 3,5 h, nhẹ là 162g, thu gọn là 110cm nha. Giá là 350, mã cần số 6 á. Số 6 350. Cây số 7, cây số 7 là cây của hãng Romarin. Cái đây là 5m3. Em đo thực là 5m2. Em đo thực là 5m2 nha mọi người. Rồi tổng thể của cần như thế này. Những cái dòng này á, phôi nó dày lắm mọi người nha. Đây nè, cho mọi người xem cái phôi ha. Đa số là những cái dòng ISO hạ này phôi dày lắm. Đây nè. Đấy. Cứng cái này nó tầm cũng khoảng 3,5 h nha mọi người. Góc này có làm một cái lớp nhám màu chì nhé. Đường kính góc là 21, dài 5m2, độ cứng 3,5 h. Phần ngọn đây. Đọt ngọt 2,1 ly mọi người nhé. Nó lóng bên trong còn đẹp. Những cây này á, thường thường đa số vận chuyển về á, là nó có bị hụt ngọn này, xong nó rớt đầu bu và nó trôi luôn dàn khoen. Nó trôi luôn cái dàn khoen ngọn á, thì thường thường như vậy là bên em hay dồn lại và tới hồi có thời gian á, là sẽ hạ cần tay rồi sell thôi mọi người. Chứ những cây này thì trước đây tồn á, hàng về của nhiều lô sao em để. Nói chung là tồn nhiều, bây giờ để ra làm từ từ để thanh lý bớt thôi mọi người. Chứ không phải là nó về một lần, nói chung của nhiều lô hàng về á, nó sẽ tồn lại mỗi đợt vài cây thôi, rất là nhiều luôn. Đây, mọi người cần ISO mà hạ xuống gần tay thì cái lóng nó bị nhô ra phía đầu như thế này. Cái này là em sẽ gắn một cái chụp đầu đen nha mọi người, chụp đen á, để gắn cái đầu cần lại. Chứ nó cây này, những cây hạ tay thì nó sẽ không có nằm gọn ở trong thân nhé. Thì tùy cây nào thì bên em mà có gốc á, để độ được, để mà độ gốc được giống như những cái cây như thế này này đó, thì mới làm được đó mọi người. Cây này thì em làm để em bán giá tốt á, chứ còn mà mình nhờ thợ thêm làm thêm cái khúc này nữa thì không, công phu tiền nó sẽ vô ra, nên là thôi cứ làm đơn giản như thế này thôi mọi người. Mã số 7, 250g, thu gọn 112cm nha, giá 350, mã cần số 7 ạ. Cái này độ cứng là tầm khoảng 3,5 h, 4 h nha mọi người. 350.000. Tiếp theo mã số 8. Đây, số 8 là cây này. Cây này form nó nhỏ gọn này. 4,5 m, cái này chiều dài đủ nha. Độ cứng cũng tầm 3,5 h thôi. Độ cứng cũng tầm 3,5 h, màu xanh phố đen. Góc nó nhỏ này. 18 ly ạ. Cái này phôi còn đẹp lắm. Hàng này á, là của hãng một cây ISO Avery. Dài 4,5 m, hàng của China xuất Nhật nha. Nhưng cái này phôi đẹp lắm. Và ngọn cái này là nó quấn sẵn cái dây đầu như thế này rồi nè. Nó hàng mà lúc em gửi đi cho mọi người cũng sẽ quấn dây như thế này. Ngọn là 1,6 nha, cứng tầm khoảng 3,5 h, 4 h. Đây. Đầu lắm cũng hoàn thiện rồi mọi người nhé. Cái này em bán mọi người 400.000 nha. Mã cần là mã số 8 ạ. Số 8. Một cây 4,5 m, độ cứng là 3,5 h, nhẹ là 178g, thu gọn là 1m và giá là 400.000 nha, cần số 8 ạ. Cây số 9 này, đây. Cây số 9 này là một cây của Powerpick Berimum, cây này là Hàn Quốc luôn. Đọt số 2 5,4 m, chiều dài đo thực tế 5,2 m. Đó, thực tế 5m2 đây. Cây này phôi cũng trâu bò lắm, cực kỳ dày nha mọi người. Và cây này nó thường nó sẽ có cái chu đích này. Đó, cái cục này mình có thể tháo rời ra được các mọi người. Trong này. Và phôi đây mọi người nhé. Phôi dày lắm nha. Độ cứng của cây này thì nó cũng tầm 4h. Dài thực tế là 5m2 ha. Em vặn chung.
phần gốc này. 20.4 ly đầu lóng này. Đường kính ngọn là 1.7 nha. Đây, màu xanh hết nè. Cái này dạng màu xanh rêu rêu á. Có tróc sơn vị trí đây mọi người nhé. Cái lóng đây nè, tróc cái sơn màu xanh này. Đó, có vị trí đó thôi, còn các lóng khác ok nha. Đây cũng tróc một xíu nè. Đây là lóng kề gốc. Ra thẳng, cần rất ra thẳng, cứng 3.5, 4H. Những cây này thì nói chung là độ cứng dao động tầm đó mọi người. Tầm 3.5 tới 4H. Đối với những cây xô đợt 2, đợt 3 hạ xuống nha. Là tầm đó thôi. Tổng thể như thế này ạ. Trọng lượng của cần sẽ là 278g, dài là 5m2, gọn là 1m, giá là 400. Mã cần số 9 ạ, giá là 400. Tiếp theo cây số 10 nè. Cây số 10 là một cây 5m3, 5m3 đo thực 5m2. Và cây này là một cây của hãng Master. Màu của nó sẽ là màu phối xám và màu hồng tím như thế này. Phần chui đây. Đường kính gốc là 19.7, 20 ly á mọi người. Nhẹ 272g. Đó, cây này cũng vậy. Những cây cần này á. Mọi người này. Mọi người xem khô cần này. Đấy. Khô dày mo luôn. Ra cần thẳng nha mọi người. Mình chờ tím vặn chui lại nhé. Đầu lóng đây. Ngọn cây này cũng ngọn khá là to và chưa có gắn dây đầu nha. Một ly chín nó có hột ngọn xíu ha, 5m3 em đâu còn 5m2. Ngọn rất là dài đó mọi người. Đây, từ lóng 2 là như thế này. Nó phối màu như vậy nhé. Cái này các lóng bên trong cũng còn ok, còn đẹp nha mọi người. Đấy. Ra thẳng ha, cứng tầm 3.5. Tầm 3.5 nhé, dài là 5m2, nhẹ là 272g, thu gọn là 112cm, mã số 10 giá 400 ạ. Số 10 giá 400.000. Số 11 là một cây cũng là của dòng Suzumi Powerform, cây này 5m3, đọc số 1. 5m3 đọc số 1 mà cây này em đo thực còn 5m1. Độ cứng cây này sẽ tầm vào 3H nha mọi người. Cây này 3H ạ, tổng thể đây. Phần chui này. Cái vị trí đây là tháo phát máy. Phần gốc. À, phần đầu lóng đây. Ngọn của nó này, cây này nó hụt ngọn. Nó hụt em đo còn 5m1 thôi. Ngọn em đo là 1.2 ly. Đây là đọt long phụng. Cây này nó tháp long phụng nhìn rất là rõ ha mọi người. Và màu của nó sẽ là đồng màu với phôi nha. Đó, ngọn nguyên bản của nó như vậy luôn mọi người. Nhiều khách báo lỗi nhưng không phải đâu mọi người nhé. Cái này cần tay thì tùy cái cần, tùy cây, nhiều cây nó tháp nhìn thấy rất là rõ. Đây, như cây này nè, tháp, vị trí tháp nhìn thấy rất là rõ nha. Màu thì màu đồng bộ này. Phần ngọn nó như, cái vị trí đây trên đây là đặt, ở dưới là carbon ha. Đấy, cái lóng bên trong còn đẹp. Đấy, cây này phô lóng bên trong còn mới nha. Giá của nó cũng 400 á mọi người. Dài nó là 5m1 ha. Cái ISO hạ cần tay dài 5m1 của Suzumi. Nhẹ là 172g, thu gọn á là 1m. Dài là 5m1, độ cứng là 3H và giá là 400. Mã 11 giá 400. Cây số 12 là một cây Shimano. Đây, cây Shimano này á là 5m3 nha. 5m3 em đo thực nó là 5m2. Để em coi thử em đo thực là bao nhiêu, đã em quên ghi rồi. 5m1, 5m2 gì đó mọi người. À, nhầm, cái này chiều dài đủ. Cái này chiều dài đủ nha mọi người. Và cái ngọn cái này này, cái này là về là ngọn như vậy á. Tại vì cây này về nguyên bản là nó hạ cần tay rồi. Nhưng mà nó làm đầu lóng không đẹp á, thì bên em hạ luôn cho đồng bộ này. Đó, cây Shimano nha mọi người. Chiều dài đủ ha, cái này đủ 5m3. Đường kính gốc là 19.5, có trầy ở chỗ phần tháo bát này. Phô này thì bán ISO nhiều rồi mọi người. Do nó họa sẵn rồi nên là em về em
chỉnh đầu lóng lại thôi. Cái ngọn cây này đẹp này mọi người, đường kính ngọn là 1.5 ly ha. Đó, ngọn như cây cần tây luôn. Cái này nó có trầy ở cái lóng sắt gốc nha. À, phôi thì rất là đẹp đây. À, có trầy xước như thế này nè. Bên đây nè sáng đẹp nè, bên đây nó có sườn nha. Đấy, sườn một mặt. Rồi, nên là cây này em để mọi người 450 ha. Đâu, mọi người về vệ sinh hay là mình làm sao cho nó đẹp hơn cái phần. Ở bên đây nó đẹp nè. Đấy, còn bên đây nó câu rồi, nó kê trên đấy rồi nó sờn ha. Sờn chủ yếu lớp bóng thôi mọi người. Rồi, giá 450, mã cuối cùng nhé, mã số 12 nhé, cây Shimano này đẹp lắm mọi người nhé. Độ cứng là cây này, độ cứng của nó là 3.5. Cứng là 3.5 ha. Nhẹ là 166 g. Dài là 5.3 m, tổng thể nó như thế này. Giá là 450.000, mã cần là mã số 12 ạ. Rồi em vừa giới thiệu mọi người lô 12 cây cần ISO carbon hạ tay nhé. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì gọi cho em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc nhắn qua Zalo giúp em để chốt đơn nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo ạ.